MIRSIN, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan lần đầu tiên công bố máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar TB2 trong cuộc duyệt binh ngày 27 tháng 9 đánh dấu kỷ niệm 30 năm độc lập của đất nước khỏi Liên Xô. Hình ảnh về máy bay không người lái từ cuộc diễu hành đã được nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ Baykar Defense đăng trên Twitter. Lần đầu tiên cho đất nước, cuộc duyệt binh năm nay được tổ chức ở chân đồi phía nam Ashgabat của dãy núi Kopetdag thay vì ở trung tâm thành phố gần dinh tổng thống. Một loạt thiết bị quân sự mới đã được trưng bày trong cuộc duyệt binh, bao gồm máy bay cường kích A-29 Super Tucano của Brazil, máy bay vận tải C-27J Spartan của Ý và máy bay chiến đấu M-346 của Turkmen. TB2 được trưng bày được trang bị các loại đạn MAM-L và MAM-C do công ty Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và hệ thống camera AGOI HD, HDT của Hensel của Đức. Turkmenistan đã nhập khẩu vật tư hàng không và quốc phòng từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 năm 2021 với giá 37 triệu đô la Mỹ, nhưng các sản phẩm không được tiết lộ bởi các quan chức. Hình ảnh xác nhận việc bán hệ thống TB2 cho Turkmenistan. Trong một bài thuyết trình tại Technofest, một sự kiện hàng không và công nghệ diễn ra vào ngày 21 đến 26 tháng 9 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, giám đốc công nghệ của Baykar, Selçuk Bayraktar, cho biết công ty đã xuất khẩu TB2 đến 4 quốc gia và sẽ có thêm 10 quốc gia nữa. Và các hợp đồng với các quốc gia này đã được ký kết hoặc gần hoàn tất. Qatar đã nhận được 6 chiếc Bayraktar TB2 vào năm 2019 theo đơn đặt hàng năm 2018. Ukraine cũng đã mua 6 chiếc TB2. Sau đó Azerbaijan đã bổ sung loại máy bay không người lái này cho lực lượng vũ trang của mình, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh. Baykar gần đây cũng đã ký hợp đồng với chính phủ Ba Lan về việc cung cấp TB2, đại diện cho lần đầu tiên công ty cung cấp máy bay không người lái cho một quốc gia thành viên NATO. Turkmenistan là quốc gia thứ 5 được biết đã tăng số lượng TB2 trong kho quân sự của mình. Hơn nữa, các chuyến thăm riêng biệt tới các cơ sở quốc phòng Baykar của Bộ trưởng Quốc phòng Latvia và Bộ trưởng Nội vụ Albania vào tháng 6 năm 2021 đã làm dấy lên đồn đoán về sự quan tâm của các nước này đối với công nghệ TB2. Turkmenistan đã mở rộng hoạt động mua đạn dược và thiết bị quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ trong thập kỷ qua. Họ đã mua tàu tuần tra, tàu thủ công tấn công nhanh, tàu thủy văn và tàu tìm kiếm và cứu nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2010. Vào tháng 8, Turkmenistan đã bổ sung tàu hộ tống Dinai Khan dài 91m do nhà máy đóng tàu Diesel của Thổ Nhĩ Kỳ đóng vào hạm đội của mình, soái hạm của Hải quân Turkmen. Chia sẻ hữu ích nhé!